Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty âm thanh sáng Thanh Huy. Thì trong buổi sáng hôm nay thì bên mình vừa được tiếp một đoàn khách từ Đồng Tháp đi lên và ráp dàn sự kiện rất là khủng. Cái dàn sự kiện này có trị giá tới là 171 triệu nha các bạn. Và cái cấu hình loa rất là khủng này bao gồm các cái thiết bị như sau. Và trong cái dàn máy này thì có hai điểm mới. Đó là sử dụng cái mic AT A900, một cái mic AT rất là mới, hàng cao cấp của AT, và có giá bán trên 6 triệu đồng. Và sử dụng hai cặp xúc đơn nha các bạn. Và chi tiết của cái nguyên cái cấu hình dàn loa này bao gồm 4 cặp loa array 30 đôi từ Neo mẫu 2019, 2 cặp xúc đơn từ Neo của AT mẫu 2019. Và chi tiết của cái dàn máy bên mình sử dụng các thiết bị như sau. Đầu tiên là một cái bàn mixer của Dynacord CMS 1000, và mixer rất là hay, có hai eco, một bộ chia nguồn chính hãng của AT A8, một bộ micro AT A900, bộ micro rất mới nha, một bộ xử lý âm thanh Rivrack PA260, dùng hai cục đẩy để đánh loa array, đó là cục đẩy A1550 và cục đẩy đánh súp là cục đẩy AT A2800. Thì các bạn hãy cùng xem cái cấu hình này so với cái cấu hình dàn bên Quảng Bình mà mình đi ra lắp, thì bên đó họ xài súp đôi, ở đây dàn này mình chỉ xài súp đơn thôi, xem là cái hiệu quả của cái dàn này như thế nào nha. Và dàn này bên mình sử dụng thêm cái bộ micro mới, đó là AT A900, thì xem là cái mic AT này nó có hay không, có khác biệt nhiều so với các dàn trước đây hay là không nha. Các bạn thấy cái dàn này hay thì các bạn có thể chia sẻ video để ủng hộ cho công ty mình. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Mưa rơi nhiều chiều